Xin chào cả nhà, hôm nay lên cho mọi người mẫu xe Mavic Pro X7, một trong những mẫu xe bán khá là chạy, được rất là nhiều bạn trẻ thích dùng luôn. Bởi vì con Mavic Pro X7 này có thiết kế khung sườn cũng như đồ đạc trên xe khá là ok. Con này cũng đã tham gia giải và đã có giải đua trong giải đua vừa rồi tháng 3. Thì con Mavic Pro X7 cái đẹp của nó thì chính là cái khung sườn, các bạn để ý không? Khung sườn này thì là nó với khung sườn của Gray là một, Gray F15 là một nhé, cùng một nhà máy sản xuất này, các bạn để ý này. Y hệt khung sửa Gray luôn, chẳng qua là chỉ là khác thương hiệu thôi, nhưng cái giá tiền thì nó lại hợp lý hơn Gray rất là nhiều. Con này thì được thiết kế là khung nhôm không với hàn, rất là đẹp nha các bạn nhé. Và cái màu hôm nay mình lên cho các bạn là một cái màu mới, màu này là màu Gray và màu xám lông chuột, rất là đẹp luôn các bạn nhìn này. Cái màu này thực tế ngoài đời mình nghĩ là đẹp hơn là trong video này. Và cái càng trước của nó thiết kế khá là hợp lý, nó là càng nhôm. Càng này thì Hà Nội Bài đã có bài test đập càng cho các bạn xem rồi đúng không? Đập nát càng, thậm chí là dùng ô tô cán lên càng còn không thể gãy được luôn. Nó chỉ móp vào chứ không gãy, thì cái này khá là bền. Và đặc biệt đợt này các bạn mua xe này đều được tặng kèm thêm phanh nha mọi người nhé. Phanh này là phanh 31.8 chứ không phải phanh 25.4 để bắt tít ra đây, mà phanh 31.8. Những cái dòng phanh to này thì nó sẽ đắt hơn và nhìn thấy nó về thiết kế nó mới đẹp như này đó. Và ghi đông thì bô tăng nhôm của Mavic Pro, dòng video ghi đông bô tăng khá là bền và nhẹ luôn. Con này thì dây cuốn của nó thì siêu đẹp rồi anh em ơi đó. Và mỗi một xe thì sẽ kèm cho chúng ta là hai cái cháp và bê đan của hãng Mavic Pro, đều sử dụng cho chúng ta bê đan bạc đạn nên anh em yên tâm nhé, rất là chớn luôn này. Đùi đĩa thì đùi đĩa nhôm 5 chấu này, xích thì xích đậu thần này, anh em nhìn thấy không, mỗi con xe các anh em nhìn thấy không, con xe nó tinh tế đến cái mức mà các cái ốc này nó đều có chụp ốc này, bảo vệ ốc cho chúng ta này, rất là đẹp. Mặc dù nó là một cái chi tiết nhỏ nhưng nó đẹp, để cả anh em xem những cái tăng xích này, những tăng xích nó cũng sử dụng tăng xích xịn đẹp cho anh em nhé. Tăng xích này anh em mua được mấy chục ngàn cái, bình thường các hãng khác thì nó không có đâu, thì nó sẽ ăn bớt cái tăng xích nó đẹp như này. Vành sau bản cao 6 phân nhìn nó sẽ hài hòa hợp lý cái đẹp cái xe. Và lốp sử dụng lốp của Compact nhé, lốp này skid thì rất là bền cho anh em luôn nhé. Cọc yên thì cọc yên dẹt này, rất là đẹp, yên này là rỗng giữa này, anh em ngồi không lo đau mông mà lại thoáng mông, đặc biệt mùa hè là anh em di chuyển nhiều mà không lo đau mông đấy. Thêm nữa là mỗi một xe này anh em mua này còn được kèm tặng thêm cho anh em quả bơm này. Quả bơm này khi anh em hết hơi anh em có thể bơm, anh em thấy không, hãng nó tinh tế như thế, lại còn thêm cho anh em một cái cháp nữa, anh em dùng cháp này đứt lại thêm cái cháp mới cho anh em dùng đó, lại còn một bộ lục giác để lắp xe này, anh em thấy không. Bình thường các hãng khác là mấy khi có hãng nào mà được con xe lên đồ đạc mà chú tí, bình thường thì anh em thấy một cái hãng xe nào nó làm chất lượng tốt và chú trọng đến phát triển thương hiệu thì nó sẽ rất là chú trọng đến người dùng, những cái chi tiết nhỏ. Thì cái xe này nó chi tiết nhỏ, chi tiết lớn đều rất là đẹp. Con xe này thì trước khắt, con xe này thì là của bạn Zalo Nguyễn Bảo Lâm. Con xe này thì lắp cho bạn Nguyễn Bảo Lâm nhé, ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Trước khi gửi cho bạn thì mình quay qua cho bạn đấy. Thì đây là con xe đang có chương trình rất là tốt. Đợt này các bạn mua trên TikTok Shop được trợ giá khá là nhiều luôn, thậm chí là được bao ship khi anh em mua trên TikTok Shop. Còn chờ gì nữa anh em không vào giỏ hàng bên dưới để mua xe nhé. Cảm ơn mọi người.